Đến với bản tin ngày hôm nay, chúc các bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời. Chương trình của chúng tôi gồm những nội dung chính sau đây. Cựu thượng tá công an Hòa Bình đề nghị viện kiểm sát xin lỗi mình. Đứng trước hội đồng xét xử, bị cáo Khương Ngọc Chất, cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, công an Hòa Bình, nói mình bị oan trong vụ nâng điểm thi và đề nghị viện kiểm sát xin lỗi bị cáo. Sáng ngày 15 tháng 5, phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình tiếp tục diễn ra với phần tranh luận. Bị cáo Khương Ngọc Chất, cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Hòa Bình, đã lên bục, đứng trước hội đồng xét xử để tự bào chữa cho mình. Trước đó, bị cáo Chất bị Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt 5-6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Chất cho hay, từ khi bị bắt đến lúc ra tòa xét xử đã nhiều lần có đơn kêu oan, bị cáo cho rằng mình không phạm tội và xin được tại ngoại, nhưng không thành. Viện Kiểm sát truy tố bị cáo theo khoản 2, điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015 là có dấu hiệu vi phạm tố tụng hình sự, làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của bị cáo và các bị cáo khác, bị cáo Chất nói. Bị cáo này tiếp tục bào chữa, bị cáo không có câu kết, bàn bạc gì với bị cáo Nguyễn Quang Vinh, cựu trưởng phòng khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo, cũng như bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn, cựu hiệu phó trường dân tộc nội trú Lạc Thủy. Bị cáo Chất nhớ lại, chỉ gặp Tuấn chỉ trong vòng 5-7 giây ở hành lang buổi tập huấn. Bị cáo cũng nhận có việc điện thoại cho Nguyễn Quang Vinh một lần tháng ngày 8/7/2018 nhờ Vinh xem điểm cho 5 trường hợp, Vinh nói không xem được. Cựu thượng tá công an Hòa Bình đề nghị tòa cho đối chất với bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Quang Vinh để làm rõ việc bàn bạc, móc nối giữa bị cáo. Tuy nhiên, yêu cầu này không được hội đồng xét xử đồng ý. Khương Ngọc Chất cho rằng, hoạt động điều tra trọng chứng hơn trọng cung chưa được đưa ra, lời khai của các bị cáo khác buộc tội chất không được tiến hành xác minh, thu thập cho khách quan. Bị cáo cho rằng viện kiểm sát truy tố như vậy đã ảnh hưởng tới nhân phẩm của bị cáo, của gia đình bị cáo. Đề nghị viện kiểm sát nhân dân xin lỗi bị cáo và các bị cáo khi bị truy tố theo điểm B, khoản 2, điều 356, Bộ Luật Hình sự 2015, cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ nói. Chất cho rằng, điều tra của cơ quan điều tra Bộ Công an và đại diện viện kiểm sát nhân dân không có căn cứ, cơ sở nào từ lời khai của Tuấn là đúng. Điều tra viên và viện kiểm sát nói bị cáo có móc nối, bị cáo đề nghị đưa ra chứng cứ, nhưng điều tra viên không đưa ra chứng cứ nào để chứng minh bị cáo móc nối, lôi kéo phạm tội, bị cáo Chất bào chữa. Bị cáo Khương Ngọc Chất khẳng định, mình không lôi kéo Hoàng Văn Giang và Nguyễn Đức Thanh, cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Hòa Bình, để tiếp sức phạm tội. Chất đã đề nghị hội đồng xét xử yêu cầu mời Giang và Thanh tới tòa để chứng minh mình không phạm tội, nhưng những người này không tới. Về việc trao đổi sắp xếp phòng thi, Chất cũng phủ nhận cáo trạng truy tố mình về điều này. Bị cáo này cũng đề nghị tòa thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại đối với bị cáo. Bị cáo Chất khẳng định thêm, không thực hiện hành vi phạm tội. Đề nghị hội đồng xét xử, các luật sư, các bị cáo cần nhìn nhận một cách khách quan, yêu cầu rút lại tội danh truy tố đối với bị cáo, đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo vô tội. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 5, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội khi bào chữa cho bị cáo Khương Ngọc Chất cũng đã đưa ra các lý lẽ chứng minh và cho rằng bị cáo này vô tội. Thanh Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Nếu thấy hay, hãy ấn like, share. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những bản tin mới nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.